Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 25 tháng 3 năm 2021, giá cá cha tại khu vực các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang ổn định. Cụ thể cá cha thịt giá 21.000 đến 22.000 đồng 1 kg, cá cha giống size 30-35 con giá 29.000 đến 31.000 đồng 1 kg. Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá từ 29 đến 30 000 đồng 1 kg. Cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá 250 đến 300 đồng. Giá ít thịt khu vực Đồng Tháp, An Giang đang ở mức 39 đến 40 000 đồng 1 kg. Giá ít giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 500 đồng 1 con. Tại Sóc Trăng, Bạc Liêu. Cá kèo loại 40 con 1kg giá từ 69 đến 70.000 đồng. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi cá điêu hồng, cá vô, vô phi, cá thác lát, cá chê vàng theo bảng giá sau cũng như liên kết ở phần bình luận. Tiếp theo, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu ổn định. Tôm thẻ size 25 con 194.000 đồng 1kg. Size 30 con lớn 170.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ 167.000 đồng. Size 40 con lớn 143.000 đồng 1 kg. Size 40 con nhỏ 140.000 đồng. Size 50 con lớn 130.000 đồng 1 kg. Size 50 con nhỏ 127.000 đồng. Size 60 con giá 117.000 đồng. Size 70 con giá 110.000 đồng 1 kg. Size 80 con giá 103.000 đồng. Giá tôm thẻ size 100 con đang ở mức 92.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm số hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu